Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị may mắn, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Ất Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Ất Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà họ còn rất là giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn xung quanh cuộc sống của mình. Người tuổi Ất Mùi thì không những tài giỏi, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn xung quanh cuộc sống của mình. Những người tuổi Ất Mùi thì rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này thường có kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và thưa quý vị, không chỉ như vậy, họ luôn là người mang lại niềm vui và tiếng cười cho những người xung quanh. Vậy nên trong tháng 6 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố, thần Phật độ mạng và ban phát tài lộc, hóa giải mọi vận xui cho quý vị gia chủ tuổi Mùi sinh năm 1955. Và thưa quý vị, trong tháng này thì cũng mang lại cho những gia chủ này cơ hội đổi đời. Và nếu như họ biết nắm bắt chính xác thì chỉ sau một đêm cũng giúp cho quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi chúng ta đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết thì quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Ất Mùi rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều về cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của những người tuổi Ất Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Sức khỏe của gia chủ Ất Mùi trong tháng 6 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan về huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui, dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình, con cái, tận hưởng quãng thời gian tốt đẹp về hưu đúng nghĩa. Xét về thiên can, Ất âm mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Mùi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý vị gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp, sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi xã hội công cộng, đó là hoạt động có ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên dù sao thì gia chủ cũng là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm và tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó, gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên, mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu phá vai. Người tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm phòng bị bệnh tật, ốm đau sau này.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ cần chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức, đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống. Người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi chuyện đâu khắc có đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh và cần rèn luyện sức khỏe hợp lý, không làm việc quá sức. Các quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho quý vị gia chủ Ất Mùi sinh năm 1955. Những người tuổi Ất Mùi cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Tháng này gia đình bạn sẽ gặp những chuyện xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Ất Mùi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Tráng Mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 6 năm 2022, tức ngày 11 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Sửu, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 6 năm 2022, tức ngày 23 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Sửu, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Ất Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Ất Mùi trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 6 năm 2022, tức ngày 4 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Ngọ, có nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2022, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ và có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi nâng vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đè chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 6 âm lịch tới đây. Từ đó chúng ta sẽ có được những bước đi, những kế hoạch vững chắc hơn trong tương lai, xu cát tị hung. Còn bây giờ thì rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Diễm Quỳnh xin được nói lời cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng lần sau trên kênh Phong Thủy Gia Cát với những nội dung mới hơn, thú vị hơn và hữu ích hơn.